Chào mục sư Ngô Duy Cường, các anh chị em trong Zoom tình yêu và hôn nhân tối hôm nay cũng như tất cả các anh chị em đang theo dõi chương trình Facebook Live. Hôm nay trước khi bắt đầu với cái chủ đề thứ 11 thì Vân muốn dành ít phút để giới thiệu với các anh chị một cái chương trình rất là hấp dẫn sẽ bắt đầu vào giữa tháng 8 ngay sau khi cái phần này kết thúc thì chương trình kế tiếp của tình yêu và hôn nhân sẽ là bức thư tình của vua Solomon với những chủ đề như sau. Đây là những bài thơ trong sách Nhã Ca. Thì chủ đề thứ nhất sẽ là hôn em với nụ hôn từ miệng chàng. Thứ hai là chàng là túi nhỏ đựng trầm hương nằm giữa ngực tôi. Thứ ba là trái của chàng ngọt liệm nơi miệng em. Thứ tư, cho đến khi tình yêu được thỏa nguyện. Thứ năm, mùa đông đã qua, mùa ca hát đã đến. Thứ sáu, tôi ôm chặt lấy chàng, không chịu buông chàng ra. Thứ bảy, tình em đẹp làm sao. Thứ tám, môi em ứa giọt mật. Thứ chín, miệng em như rượu hảo hạng, chảy nhẹ nhàng cho người em yêu. Thứ mười, ta hãy ra ngoài đồng. Mười một, dưới cây táo em gợi. Em đã gợi tình yêu anh dạy. Và cái bài cuối cùng sẽ là tình yêu mạnh như sự chết. Thì chỉ là những cái tựa đề thôi là đã thấy được rất là hay luôn các anh chị. Đây là sách Nhã Ca mà như mục sư đã từng nói, đây là đặt chính giữa cuốn Kinh Thánh và đây tôn thờ những cái có thể là mục sư sẽ nói thêm với các anh chị về những cái đề tài này trong khi mà chương trình bắt đầu. Và đặc biệt hơn nữa là sẽ có sự góp mặt của MC Thiên Lý để dẫn dắt cái chương trình, bởi vì em Thiên Lý sẽ rất là hiểu biết về những cái bức thư tình này hơn là bản thân Vân. Dĩ nhiên là Vân cũng sẽ tham gia để mà học hỏi và đóng góp, nhưng mà nếu mà nói về hiểu biết thì chắc chắn là em MC Thiên Lý sẽ là cái người có thể dẫn dắt chương trình một cách là hoàn hảo hơn. Thành ra là chương trình này bảo đảm với các anh chị sẽ là nóng bỏng mà rất là hấp dẫn luôn. Ra mời các anh chị vào giữa tháng 8, ngày 11 tháng 8 là chương trình sẽ bắt đầu liên tục 12 bài như vậy. Thì Vân muốn dành ít phút để mà giới thiệu về chương trình đặc biệt này, và mục sư có thể nói thêm vào cuối chương trình để cho các anh chị em mình có thể hiểu hơn. Và hôm nay là chúng ta sẽ bước vào buổi thứ 11 của chương trình Tình yêu và hôn nhân với chủ đề là gừng càng già càng cay. Thì nội nghe cái tên chủ đề là cũng đã thấy được rằng là cái chủ đề này cũng rất là hấp dẫn luôn. Thành ra để không mất thời gian, em xin mời mục sư Ngô Duy Cường có thể bắt đầu buổi tối hôm nay ạ. Cảm ơn Tường Vân. Và một lần nữa xin chào các anh chị em đang có mặt trên phòng Zoom, cũng như những cặp vợ chồng đang theo dõi chương trình với chúng tôi. Rất tốt là chúng ta có thể sắp xếp thời gian của gia đình để đến với nhau trong buổi gặp gỡ hôm nay. Và đề tài hôm nay có một cái câu nói mà ông bà mình thường nói. Và đây là lời nói có tính khẳng định. Gừng càng già càng cay. Tất cả những người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là trong các món ăn dân gian đó, hầu như món gừng đó được dùng rất nhiều, phải không ạ? Hồi nhỏ tôi nhớ ăn một chén đậu hũ đó mà có nước đường gừng đó, nó gợi lên một cái vị mùi rất đặc biệt cho cái chén đậu hũ đó. Ngoài ra gừng còn được sử dụng cho vấn đề chăm sóc sức khỏe như chúng ta biết, phải không ạ? Và ai đó mà ăn thức ăn bụng không được yên ổn đó thì chúng ta cũng dùng một lát gừng bỏ vào nước ấm uống, và ngay tức khắc chúng ta thấy mọi việc nó đều yên và ổn trở lại bình thường. Cho nên cái tác dụng của gừng nó là một cái liều thuốc quý báu mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người. Và câu nói gừng càng già đây có nghĩa là càng đi vào đời sống, càng nghiệm ra được cái hay cái đẹp của sự sống đó, thì cái chất liệu của cuộc sống và giá trị cũng như là phẩm tính sống đó, nó càng lúc càng tốt đẹp. Tôi
đến thăm một cái viện dưỡng thương của những người lớn tuổi trong tuần vừa qua. Và hầu như những người mà tôi gặp đó đều là đơn thân ở tại đó. Có những bà cụ đã trên 90 tuổi rồi, có những ông đã trên 80 rồi. Tất cả đều là những người độc thân, đơn chiếc một mình. Đứng nói chuyện thì tôi thấy rằng họ mang một cái cảm xúc chung với nhau là họ cảm thấy rất cô đơn. Và tôi cũng được biết là một trong những người đó, đó ở những cái năm gần cuối cuộc đời rồi mà chia tay người vợ của mình ở cái năm trên 80 tuổi đời. Thì tôi ngạc nhiên lắm là vì lẽ ra ở cái giây phút cuối cùng vợ và chồng rất cần có nhau. Càng đi về cuối con đường đó thì lại càng cần có nhau. Hơn hết, những sự trải nghiệm trong những nẻo thăng trầm của đời sống xuyên suốt mấy chục năm trường của cuộc sống. Nếu mà một người đã sống 80 năm ở cái thời trước, thì người ta xem như đã kết hôn với người phối ngẫu của họ có thể là đã 60 năm rồi. Ở 60 năm một đoạn đường dài như vậy, chắc chắn họ đã nghiệm được rất nhiều cái hay cái đẹp từ nhau. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy ở trong cuộc sống hàng ngày đó vẫn nghe những câu chuyện có những người ở cái tuổi 80 mấy vẫn làm đơn ly dị với người phối ngẫu của mình là làm sao? Thì thật sự tôi không thể nào hiểu được. Và tôi mong rằng thế hệ của chúng ta làm sao mà có thể rút ra những kinh nghiệm quý báu cho đời sống đó, là vì không có điều gì đáng sợ bằng, như có nhiều lần tôi đã từng nói, không có gì đáng sợ bằng sự cô đơn. Sự cô đơn trong lúc tuổi thơ, trong lúc còn thơ ấu đó, và sự cô đơn trong buổi về chiều. Trong cái thời xuân xanh thì người ta thường là muốn chứng minh bản thân, là vì nhựa sống lúc đó đang dâng trào. Và ở tuổi xuân thì người ta có thể làm được những gì họ mong muốn, họ khao khát muốn làm. Tuy nhiên, ở hai cái giai đoạn trước và sau, có nghĩa là tuổi thơ đó, con người rất cần có ba mẹ, có người đùm bọc. Và ở cái tuổi về già, rất cần có người nâng đỡ, có người để mình tâm sự, có người để vân vân. Cho nên ở hai cái giai đoạn đó mà thiếu vắng đi những người bạn, nhất là người bạn đời của mình đó, thì thật là một sự thiếu hụt rất là lớn. Cho nên cái câu nói gừng càng già càng cay này đó, như tôi nói lúc nãy, là một sự khẳng định với người đi trước. Và hy vọng rằng trong lúc chúng ta thưởng thức cái món gừng của những năm tháng mới cưới nhau, sưởi ấm cho nhau và nâng đỡ nhau, cũng chữa bệnh chữa lành cho nhau nữa, chúng ta ghi nhận cái ơn của cả hai phía, là vì gần như chúng ta đã được nghe đó, nó là một liệu thuốc rất là bổ ích cho sức khỏe, cho thân và tâm luôn. Nhất là những ngày về chiều, những buổi sáng mùa đông đến, rất cần có gừng. Thì tình vợ chồng nó tương tự như cái sự nồng ấm của gừng vậy. Và nó cũng là một liệu thuốc rất quý qua nẻo thăng trầm cuộc sống. Làm sao đó chúng ta nghiệm được điều đó, biết ơn điều đó và duy trì cái độ nồng cay của chất gừng, để càng về già về chiều đó chúng ta lại càng thấy thích thú khi ở gần nhau. Thì đó là vài điều như vậy. Tôi tin rằng các anh chị em đã có sẵn những câu hỏi trong chương trình hôm nay, và chúng ta sẽ hỏi nhiều lắm về cái cách làm sao mà duy trì được cái độ nồng cay và cái chất thuốc quý mà ơn trên ban cho chúng ta từ người phối ngẫu của mình nha. Tôi xin gửi lại cho Tường Vân để dẫn chương trình. Dạ, em cảm ơn mục sư đã bắt đầu chương trình. Thực sự bản thân em cũng đã ăn gừng rất là nhiều trong 4 năm qua. Không những là ăn mà là còn ép ra để lấy cái nước gừng đó và uống. Thì nó nồng và nó cay lắm luôn. Vì khi mà một cái công thức xanh mà em làm đó, là nó ra khoảng chừng cả lít nước. Nhưng mà chỉ có khoảng một khúc gừng như vậy thôi là cái độ cay mình đã có thể cảm nhận được rất là nồng luôn. Thì em hiểu cái nghĩa đen của gừng càng già càng cay là nó cay lắm. Nhưng mà đối với vợ chồng đó thì em thấy được có hai hai phía, có nghĩa là
Những người họ sống hạnh phúc thì càng già họ càng thương nhau đậm đà hơn cả cái lúc còn trẻ. Nhưng mà như mục sư nói, có những cặp tới già vẫn còn gay cấn, vẫn còn gọi là hì hục gặp với nhau qua nhiều vấn đề khác nhau. Thì làm sao để giữ được cái tình đó để nó nằm nồng đậm cay mãi mãi về sau, thì mục sư có thể cho tụi em thêm một ít bí quyết chi tiết một chút, làm được những cái gì mình có thể làm cụ thể để mà mình giữ được cái tình đó và để cho nó càng ngày nó càng cay. Nếu chúng ta đã nghe bài vừa rồi đó là tình bạn tri kỷ đó, thì gần nói về cái độ cay của nó không thể nào thiếu đất được, phải nhờ đất ôm ấp lấy nó, đất dung dưỡng nó, và theo ngày tháng nó mới nở cái chiều ngang dài và đầy đủ những cái chất để dẫn đến cái sự nồng ấm ở trong một củ gừng, phải không ạ? Ở trong đời sống vợ chồng cũng vậy. Tôi nghĩ rằng lý do mà vợ chồng cắn đắng và càng lúc càng mâu thuẫn một cách khốc liệt đó khi về già, và thật sự tôi đã từng nghe cũng khá nhiều câu chuyện ở trong đời sống của giáo dân ở đây. Ở cái tuổi già rồi mà người ta vẫn ly dị vợ và về Việt Nam tìm một một người phụ nữ để rồi đưa qua bên này, rồi khi đưa qua bên này đó là lại bao nhiêu chuyện chứ không phải đã yên ổn gì. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở thế hệ trước, phần lớn là người nữ sống trong cái cung cách truyền thống, người ta chờ đợi và người ta để người chồng, người nam đó chủ động. Và hầu như người nam cũng không có một cái sự hiểu biết cần có để hiểu rằng người nữ rất cần được hiểu. Vì vậy mà người nữ hụt hẫng từ giây phút này sang giây phút khác, từ lần này đến lần khác, và rồi lâu dài nó trở thành một cái dạng tình yêu đơn phương đó. Mà khi tình yêu đơn phương nó chỉ là đơn phương thì thôi thì là trở ngại rất là lớn. Vì vậy càng về già người ta lại càng thấy có một khoảng cách quá lớn, rồi quá lớn, quá lớn. Lúc còn trẻ thì người ta còn có thể hấp dẫn nhau qua cái phần thân xác, nhiều khi bực bội với bả nhưng mà cũng lao vào một trận mạc rồi lại rút lui, đại khái như vậy đó, rồi lại trở lại một trận mạc nữa. Mà cái người phụ nữ người ta chịu đựng biết bao nhiêu trận mạc xảy ra, ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã xảy ra, tại sao chỉ có chớp nhoáng kẻ thù đến kẻ thù lại bỏ đi nữa. Xin lỗi phải dùng cái từ ngữ mở ngoặc đóng ngoặc kẻ thù, là vì hầu như làm cho thân xác của mình nó tê dại chứ không phải hạnh phúc. Và theo thời gian đó nó có những cái trở ngại rất lớn, để rồi cuối cùng chúng ta thấy trong những cái năm tháng về chiều về già đó, phụ nữ nói rất nhiều mà đàn ông rất sợ phụ nữ nói nhiều. Người phụ nữ nói nhiều là vì họ bị dồn ép đến đường cùng ở nhiều cái cùng cục cùng cực của việc chăn gối, của đời sống chăm nuôi con đẻ cái. Những cái bức xúc đó nó dồn lại và cuối cùng họ họ phải nổ tung ra như một trái bom nguyên tử vậy đó. Và người đàn ông không còn chỗ nào để trốn nữa cả, ngoại trừ lên nóc nhà như là vua Salomon nói, hoặc ra giữa sa mạc mà thôi. Những người phụ nữ mà về chiều hoặc là về già người ta nói nhiều đó, đó không phải là một triệu chứng mới nảy mầm ra lá, không phải vậy. Nhưng mà nó đã bị dồn ép từ những thuở đầu tiên gặp gỡ người nam là người chồng của mình. Còn không đó, người ta rất êm đềm, nhẹ nhàng, người ta rất kính thờ chồng, rất cung kính đối với chồng. Ra ngoài đường hoặc đến một nơi nào đó, ngồi gần những người bạn cùng trang lứa đó, họ sẽ rất lịch thiệp và không bao giờ nói từ trên đầu chồng mình nói xuống cả. Nhưng mà chúng ta thấy có những trường hợp, và rất buồn là có quá nhiều trường hợp như vậy nha, ở những người già là người chồng sai khiến, người vợ sai khiến người chồng phải nói là như một con rối vậy đó. Ngay cả người vợ không biết lái xe, ngồi trên xe cũng dường như là đang lái cho người chồng. Ông đi đường này, ông phải quẹo hướng kia, ông phải nhìn tới trước, nhìn sau. Nói chung là bà vợ bà làm cho ông chồng phát điên lên luôn. Không phải vì ông chồng không biết lái xe, nhưng mà tất cả những điều đó nó dồn từ ngày này qua ngày khác, nó trở thành một cái vấn đề trở ngại về tâm lý giữa hai vợ chồng. Và đáng lý ra, hoặc là đáng lẽ ra, trong cái lúc họ cần nhau nhất như những người bạn thân,
thì họ lại bức xúc và căng thẳng với nhau, họ giành nhau để chứng minh rằng tôi đúng ông sai, tôi đúng bà sai. Ông đó thì nói về chính chị chính em cả buổi, nhưng mà bà vừa phát ngôn thì ông lại nói rằng bà già bà biết cái gì, đại khái vậy. Mà cứ như thế đó thì bạn ta cũng phải chia tay ta thôi, hoặc là bạn ta cũng sẽ đóng lỗ tai lại. Mà khi bạn đóng lỗ tai lại thì ta lại nói chuyện như một kẻ điên, là vì không có đối tượng để ta nói. Sao vậy? Con cái thì nó không muốn nghe đó. Từ bây giờ ai nghe đây? Không lẽ con chó ngoài sau hè nó nghe mình, trời đất nghe mình, chẳng con ai muốn nghe mình đơn chiếc một mình lủi thủi. Cho nên tôi đã từng đi thăm những cái viện dưỡng lão, gặp gỡ những người lớn tuổi, và trên khuôn mặt của họ mang mác cái nỗi buồn cô đơn, không phải vì thiếu ăn, không phải vì thiếu một cái nơi ấm áp, nhưng mà họ thiếu người bạn. Ai là bạn của họ đây? Không ai muốn làm bạn của họ cả. Không lẽ tôi đến tôi làm bạn với họ? Không, con chỉ đến thăm bác thôi, vài phút con cũng phải ra về. Ai làm bạn với họ? Nếu họ không cưu mang, họ không chăm sóc, không đầu tư cho cái người bạn muôn đời của họ, thì không ai làm bạn của họ hết, nhất là những năm tháng về già. Con cái không thể nào làm bạn cho cha mẹ được, cháu cũng không làm bạn với ông bà được, tuyệt đối là không có trường hợp nó xảy ra, chỉ là những lần thăm ông bà, khích lệ ông bà thôi. Nhưng mà cái người bạn mà ông bà có thể nói chuyện phải là những người bạn đồng trang lứa với mình. Vì như vậy mới nói đến cái chuyện mà ngày xưa chúng ta ở cái miền quê, em còn nhớ không? Em còn nhớ không? Lúc mà em trên đường đi về đó, trên con đường sình lầy đó, anh leo lên cái ổi, anh nhìn ngó em, đến nỗi con kiến nó chui vào cái chỗ kín nó cắn luôn đó, mà anh cũng phải cố gắng anh gồng mình, lúc đó đâu có quần lót đâu, chỉ mặc khố thôi như Trần Binh khố chuối vậy đó. Bà có còn nhớ giây phút đó hay không? Tôi chẳng nhớ gì, ông kể thêm đi. Như vậy nó mới vui. Rồi hai người nhe răng, mà ông chẳng còn răng, còn có hai cái hay một cái thôi, nó lơ lửng ở giữa dòng đời mà cười với nhau. Bà súng răng kìa, bà có thấy bà súng răng, sao bà cứ cười hoài? Ồ, ông cũng súng răng đó, chúng ta cùng súng răng. Đó là tình bạn mà chúng ta mong rằng cái tình bạn đó phải được trân quý từ những ngày còn trẻ, để duy trì đến những năm tháng rất cần đến đó là tuổi già. Không biết tôi nói quanh co như vậy, các bạn có nắm được cái ý chính yếu hay không? Nhưng mà phải dung dưỡng đó, yêu thương đó, trân quý nó và hiểu nó ngay những giây tháng, những ngày tháng còn trẻ đó, để rồi nó sẽ là một cái ân phúc hoặc là một món quà lớn lắm cho tinh thần chúng ta trong những năm tháng về chiều. Dạ, em cảm ơn mục sư. Thực sự là em nghĩ lại là em có một cái thời gian nói rất là nhiều, nói khủng khiếp luôn. Mà mình cứ nghĩ là hình như phụ nữ tới cái tuổi đó là ai cũng như vậy. Nhưng mà khi nghe mục sư phân tích là bởi vì mình có vấn đề, mình bị bức xúc, mình bị dồn ép, mình có những cái mình không giải tỏa ra được, thành ra nó mới phát ra thành lời. Và bây giờ em ít nói hơn ngày xưa, chứ không có, có nghĩa là mình có sự thay đổi. Cho nên em nghĩ đây là một cái giống như một cái alarm á, để báo động á, là khi mà người phụ nữ mà nói rất nhiều thì em nghĩ là đây là cần cặp này cần phải có tìm, đối với tụi em là tìm người tư vấn để giúp cho tụi em có thể thoát được những cái hơi, những cái gì ở trong hôn nhân của mình. Và khi mà nói ra được hết những cái đó thì tự nhiên là mình không còn nói nhiều như ngày xưa, mình không còn càm ràm nữa mục sư. Bởi vì thật sự mình càm ràm mình cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà rất khó chịu luôn. Mình cũng cảm nhận được rằng là mình nói nhiều mình cũng mệt mỏi, nhưng mà mình không nói mình chịu không được. Thật ra cái bản thân em đã trải qua cái này, anh Phi cũng đã từng nghe nghe rất là nhiều luôn. Thành ra cặp nào, các anh chị nào mà tới giai đoạn đó thì đề nghị các anh chị nghe lại tất cả những cái buổi Zoom của mục sư từ buổi đầu tới giờ, thì em nghĩ có thể giúp được rất là nhiều.
À, kế tiếp thì Vân xin mời các anh chị em trong Zoom có câu hỏi gì thì cứ mở mic hỏi mục sư nha. Thiên lý xin được hỏi mục sư một vài câu hỏi liên quan tới cái chủ đề gừng càng già càng cay ạ. À, vừa rồi thì chúng ta cũng được nghe mục sư Cường nói về gừng, cây gừng sống được ấy là nhờ đất. Thì Thiên lý muốn hỏi mục sư là trong hôn nhân ấy thì để gừng càng già và càng cay thì nó đòi hỏi cái thời gian, hay là nói với cái sự trải nghiệm giống như là người từng trải thì người ta sẽ càng khôn ngoan hơn, hay là trong hôn nhân thì càng có thời gian người ta càng hiểu nhau, càng càng biết được những cái ưu cái khuyết, thấu hiểu được đối phương và người ta sẽ càng có được cái sự trải nghiệm để hòa hợp hơn với người phối ngẫu của mình. Thì Thiên lý chỉ muốn hỏi một câu là có khi nào hai vợ chồng hay là hai người yêu nhau trong cái mối quan hệ đó họ vừa đóng vai vừa là cây gừng, có lúc thì người kia là đất và hai người cần phải bồi đắp cho nhau, giống như là có những cặp đôi càng về già thì cái chất gừng, cái chất cay, cái chất nồng của họ càng chất hơn, nhưng có những cặp đôi thì càng về già dường như là gừng không cay và cũng không còn nồng nữa. Thì có khi nào đó là bởi vì cái đất nó bồi đắp cho cái cây gừng nó không đủ độ, hay là để cho người chồng có độ cay độ nồng thì cũng phụ thuộc vào người vợ, và người vợ đến cái độ tuổi nào đó có chất cay chất nồng thì cũng cần cái sự bồi đắp hay là vun đắp từ người chồng hay không ạ? Dạ thì mình xin hết ạ. Câu hỏi rất hay đó chị Thiên Lý. Tất nhiên đã nói là vợ chồng thì có hai, và cả hai đó đều hòa tấu với nhau trong một điệu nhạc nó kéo dài. Nhiều khi tôi với Nga nói chuyện với nhau là vì tất cả chúng ta đang trên chương trình đó đều là những người có gia đình rồi. Chúng tôi cũng không ngại để hỏi nhau mình đã ân ái bao nhiêu lần rồi em ha. Và Yến Nga cũng không nhớ được, tôi cũng không nhớ được, nhiều lần lắm rồi. Và chúng tôi thấy rằng ở cái tuổi 50, tôi trên 50 này đó, so với cái thời mới cưới nhau đó, ngu ngơ ngớ ngẩn ở trong cảnh vườn Eden thì bây giờ đậm thấm rất nhiều. Khi nói đến cái độ cay của gừng là chúng ta nghiệm được, chúng ta nếm, và không có ai bỏ nguyên một củ gừng vào miệng để mà nhai nhồn nhột như là một quả táo cả. Rồi đây chúng ta sẽ đến cái câu thơ mà đại thi sĩ vua Salomon viết đó. Ở dưới cây táo em đã gợi tình anh như thế nào? Tại sao là dưới cây táo mà không phải ở củ gừng? Đó. Nhưng mà trong đề tài hôm nay chúng ta chỉ nói riêng về gừng càng già càng cay thôi. Để mà đến với củ gừng là người nấu ăn rất cẩn thận, bao nhiêu là đủ. Như Tường Vân nói lúc này, chỉ với một miếng gừng thôi mà nó có thể đánh động và ảnh hưởng đến cả một cái khối lượng lớn lớn của nước, dù là nước gì. Thì đây cũng vậy, không thể nào coi thường củ gừng được. Nó là một cái chất liệu gọi là liệu pháp thần dược đó của đấng tạo hóa ban tặng cho nhân loại. Thì khi mà ông bà mình nói một câu nôm na như thế này thì con cháu cũng phải để ý, phải cẩn thận nha các con. Là vì các con không thể nào coi thường cái củ gừng này được, thấy nó ẩn náu ở dưới lòng đất đó, nó thui thủi một mình đó. Phần lớn đời sống của nó là cô đơn. Tuy nhiên, hãy chờ đó, hãy chờ đó. Các con khi thấy nó lên, nó không phải như một thân cây cứng cáp, nhưng mà phía dưới nó chứa đựng một điều mà không ai có thể cho các con được là sự nồng cháy của tình cảm vợ chồng. Khi mà nó đến với con đó, cái củ gừng nó đến với con, nó không chỉ cho con cái độ nóng của thân thể không. Chúng ta thấy có nhiều người đó, mỗi buổi sáng phải có một chút gừng thì cái bụng mới yên được, hoặc buổi tối phải có một chút gừng, nhất là những người sống ở những xứ lạnh. Ngoài ra đó, trong việc ân ái giữa vợ chồng, nó cũng là một liệu thuốc về tâm lý. Nó là một liệu thuốc của tâm lý, thật sự là như vậy, là một liệu thuốc bổ nhất về khoa tâm lý học. Chúng ta có biết những người mà đi tu đó, hàng ngày ta phải tranh đấu rất nhiều về những cái xung cảm, xung động ở trong thân thể của họ, là vì họ đã cắt đi cái nguồn mạch
của cái cực bên kia rồi. Tuy nhiên chúng ta là những người nam nữ có được cái duyên rất tốt là tìm được người phối ngẫu của mình. Và đó là một cái phước hạnh lớn lắm. Vì vậy theo năm tháng đó, chúng ta học hỏi nhau, có nghĩa là vợ chồng học hỏi nhau để nghiệm, để thấm đậm, để thêm nồng cháy. Và theo chiều dài của năm tháng đó, chị Thiên Lý và các anh chị em, thì tôi và Yến Nga đây cảm thấy và thấy rõ ràng rằng thật sự là gừng càng già càng cay, gừng càng già càng cay. Không có vội vã như là thời còn trẻ, mà từ từ, từ từ. Đây không phải là như cào cào lê lết nặng nề của sách truyền đạo nói đâu nha, không phải vậy, nhưng mà rất là nghệ thuật. Có nghĩa là nó đã trải qua một cái thời gian gọi là kinh nghiệm của đời sống vợ chồng ân ái rồi nha. Nhưng mà để có được cái nhịp điệu ân ái hòa quyện và thấm nồng cũng như thỏa nguyện nhau đó, thì cái mặt tâm lý cũng phải được chuẩn bị, có nghĩa là lời ăn tiếng nói, những tư tưởng trao cho nhau mỗi ngày. Lúc lái xe về hôm nay đó, Yến Nga có hỏi tôi một câu mà tôi cũng đã hỏi Yến Nga trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và Yến Nga hỏi tôi là: anh đã biết em nhiều chưa? Tôi ngẫm nghĩ một vài giây, quay qua và nói với Yến Nga là: cái thời mà anh mới yêu em đó, khoảng năm mười mấy tuổi, anh biết em rất nhiều luôn. Nhưng mà có thể nói thật lòng là dạo này, sau này đó, về sau này, anh biết em rất ít, như anh cần phải được biết. Tôi cũng nói với Yến Nga là vì có quá nhiều những trách nhiệm của đời sống, quá nhiều người đòi hỏi mình. Ngày xưa tôi yêu Yến Nga, tôi quên đi cái thế giới thời đó. Tôi không cần biết việc học hay là việc gì xung quanh cả, mà chỉ tập trung vào đối tượng thôi. Và tôi kể rằng những năm tháng ngắn ngủi, có thể là 3 năm ở tại Việt Nam, mà tôi biết Yến Nga nhiều hơn là 30 năm qua khi chúng tôi gặp lại ở tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy rằng cái lý do mà người ta đẩy nhau ra xa đó là vì người ta bị phân tâm chi phối quá nhiều vấn đề bên ngoài. Tất cả những trách nhiệm mà chúng ta thấy hàng ngày nó rút cạn kiệt luôn. Mà nhớ lại, hồi tưởng lại những năm tháng hai người mới gặp nhau thử coi. Tại sao giây phút nó đẹp như vậy? Là vì chúng ta không để một điều gì chi phối mình cả. Và chúng ta cảm thấy chúng ta hiểu người đó sâu sắc không tưởng. Phải không ạ? Còn bây giờ thì thật sự là một sự cố gắng. Thật sự là một sự cố gắng. Và cũng cảm ơn Yến Nga là một người nữ, một người bạn, một người tình, một người vợ có một sự cảm thông, và lúc nào cái sự cảm thông đó cũng available cả. Tôi thật sự là một người bận rộn với quá nhiều những đang đề của những người xung quanh cần đến sự giúp đỡ của mình. Tôi ước gì chúng tôi cũng kéo nhau chạy. Và ở trong một trong những chủ đề mà chúng ta sẽ cùng hiểu cho các khóa kế tiếp đó này, chúng ta cùng chạy ra đồng, có nghĩa là bỏ thế giới này đi, đi tìm nơi riêng tư của mình. Này, chúng ta cùng chạy ra đồng. Đó là một trong những chủ đề cho khóa kế tiếp, để thật sự được biết nhau. Vì vậy có những cặp vợ chồng đó, khi có thời gian là người ta chạy xa cái sự ồn ào của thành phố đô thị. Cảm ơn chị Thiên Lý. Nói thì nó đi qua những cái cái ngõ khác đó, nó làm loạn cái tư tưởng đi, nhưng mà tôi hy vọng rằng trong đó nó cũng đâu đó cũng có những điều mà có thể đáp ứng được câu hỏi mà chị Thiên Lý vừa đặt ra lúc nãy nhé. Chị Thiên Lý cứ tự nhiên hỏi thêm nhé. Dạ vâng, cảm ơn mục sư Cường ạ. Thì Thiên Lý thấy là đúng là gừng càng già càng cay, nhưng mà nó cũng còn phụ thuộc vào rất là nhiều từ phía người bên kia họ cảm nhận. Và trong cuộc sống có những người thì thích gừng và có những người lại không thích. Có người càng cay càng nồng càng thích, và có người chỉ cần một chút mà thôi. Thì Thiên Lý thấy là càng ở gần nhau, càng sống với nhau lâu á, thì quan trọng nhất là mình cảm nhận được từ người phối ngẫu. Ví dụ như là với Thiên Lý thì Thiên Lý thấy
đàn ông càng về già thì họ càng phong độ hơn, càng trưởng thành hơn, càng thấu hiểu người phụ nữ hơn. Thì đấy là cách mà Thiên Lý cảm nhận cái chất cay và chất nồng của người đàn ông càng ngày càng về già. Chứ có thể là bản thân cái Thiên Lý không thích những người quá trẻ, không phải, mà là mình càng càng cảm thấy rằng là cái việc đi cùng với nhau lâu ấy, thì càng cần cái độ cay độ nồng, tức là độ thấu hiểu, độ trưởng thành của người đàn ông. Thì người đàn ông càng cần cái thời gian càng lâu hơn nữa thì họ càng trưởng thành, càng phong độ, càng thấu hiểu, càng biết cách và càng hiểu tâm lý của phụ nữ hơn. Còn với đàn ông thì Thiên Lý không biết là đàn ông nhìn như thế nào về phụ nữ ở mức độ già hơn, giống như là phụ nữ ở tuổi trung niên ấy, thì với Thiên Lý là phụ nữ, thì Thiên Lý thấy là phụ nữ ở tuổi trung niên ấy, họ họ tĩnh hơn, họ hiểu đời hơn, họ đi tìm những giá trị nó không còn nông nổi như thời tuổi trẻ nữa. Họ không mè nheo, không không có quá để làm cho người đàn ông cảm thấy mệt mỏi bởi những cái đòi hỏi quá mức, mà có những lúc người phụ nữ họ họ trầm hơn, họ hiểu người đàn ông hơn. Chỉ cần người đàn ông bên cạnh mình ho một tiếng hoặc nói hoặc cau mày một chút thôi thì đã biết rằng là cái nhu cầu của người đàn ông bên cạnh mình là gì và họ sẽ đáp ứng. Thì Thiên Lý thấy là mình cần phải cảm nhận được điều đó, và mình thích cái độ cay độ nồng hay không, mà co nó phụ thuộc vào cái gu nữa, cái gu của mình nữa. Là Thiên Lý xin hết. Đúng như vậy đó, Thiên Lý. Thật ra đã nói những gì cần phải được hiểu bên phía nam cũng như nữ. Ở cái tuổi đó người ta gọi là ô vai, rượu mà rượu đã được cất lâu năm đó thì cái giá trị nó lớn lắm, giá trị cao lắm, mà đúng là phải có nghệ thuật thưởng thức nữa kìa. Thì chúng ta thấy rằng ở trong đời sống đó, năm tháng và ơn trên ban cho chúng ta về cái nhan sắc hình thể sức khỏe vân vân đó thì nó cũng có đó chứ không phải không. Thật ra chúng ta thấy trong muôn loài vạn vật là loài người bền bỉ lắm, rất là bền bỉ, là vì chúng ta xông xáo ở giữa trận mạc cuộc đời nhiều hơn các loài động vật khác. Tất cả các loài động vật khác chúng ta thấy rất là hồn nhiên vô tư ở giữa cuộc sống, tuy loài người đó thật sự là bận tâm lắm với rất nhiều việc nhưng mà chúng ta vẫn duy trì và bảo dưỡng được cái thân của mình. Nó kéo dài một thời gian rất dài luôn, mà ở cái tuổi 50, 60 đó vẫn còn có những cái gọi là tướng mạo sắc diện thì chúng ta thấy thật sự là chúng ta cũng giỏi chứ không phải không nha. Nhưng mà nói gì thì nói, một lần nữa tôi muốn trở lại điều mà tôi cũng đã từng chia sẻ đó, là ở trên cuộc đời này đó, nếu có một điều gì để chúng ta hạnh diện về những năm tháng mình sống đó thì đó chính là sự hiểu biết về người phối ngẫu của mình, về người phối ngẫu của mình. Làm sao mà trên môi em vẫn nở nụ cười khi anh ở tuổi 50, 60 và lại càng thấy có nhiều nụ cười dí dỏm, những nụ cười vô tư hồn nhiên ở trên khuôn mặt của nàng ở cái tuổi mà anh đã về chiều rồi. Mà nhất là những người đàn ông, khi chị Thiên Lý nói rằng họ họ rất là tinh tế, có nghĩa là sao? Họ đã biết được cái nút nhấn để làm cho người phụ nữ cười một cách hồn nhiên. Làm sao mà khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào cái tuổi 40, 50 đó, là chúng ta không coi cái gì gọi là trách nhiệm quá lớn hơn là cái việc làm cho nhau cười. Là vì không lẽ 40 năm chưa đủ sao? Với miếng cơm manh áo, với sự nghiệp của đời sống. Tôi có nói với Nga ở cái năm tôi 40 tuổi, anh đã về hưu rồi nha em. Có nghĩa là đối với trách nhiệm của cuộc đời này, đi tìm kiếm những gì mình cần phải tìm kiếm, tranh đấu những gì mình cần phải tranh đấu, đã xong rồi. Phần còn lại cuộc sống anh sẽ nhẹ nhàng và anh tập trung toàn bộ cái thời gian đó cho em và các con thôi. Mà thật sự là như vậy. 40 tuổi chứ không phải chờ 75 tuổi bên phía cơ quan cho về hưu rồi chúng ta mới tuyên bố về hưu, không phải vậy. Đó. Thì để từ 40 cho đến 60 là chúng ta dung dưỡng, nuôi nấng cái tình cảm giữa vợ chồng qua cái khoa tâm lý. Tại vì lúc đó là cái thời gian mà
vấn đề sung sức của tuổi thanh xuân đó, từ cái tuổi 18 cho đến 40 bắt đầu nó cũng đã ngang ngang và bắt đầu nó xuống rồi. Nhưng cái khoa tâm lý rất cần thiết luôn. Chỉ có khoa tâm lý mới mang đến nụ cười thỏa nguyện, thỏa mãn cho người phối ngẫu của mình thôi. Vì vậy mà trong thời gian đó chúng tôi thấy có những người đàn ông thích cầm quyển sách lên. Người nữ cũng vậy, thích cầm quyển sách lên. Còn cái tuổi thanh xuân đó nhiều khi bắt đọc cũng không đọc nữa. Tại sao cầm quyển sách lên? Có thể là đó là một cái sự ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà đó cũng là có thể là một sự cố gắng để tìm kiếm cái khoa tâm lý cho chính mình. Đó. Để rồi mình mới có được người bạn cho những ngày về chiều. Rồi, Tường Vân có thể mời Phi, Yến Nga. Dạ, em mời chị nghe, em thấy chị nghe mở mic rồi. Dạ thưa mục sư, em có cái suy nghĩ như thế này. À, gừng càng già càng cay là một nghệ thuật so sánh ẩn dụ của một mối quan hệ sâu đậm, ấm nồng của tình vợ chồng, đòi hỏi yếu tố của thời gian nè, trải nghiệm tình bạn tri kỷ như mục sư đã chia sẻ tuần vừa rồi, và những trải nghiệm vui buồn khó nhọc cùng nhau, tất cả nó là một hành trình dài và dẫn đến những đoạn khúc rất là ly kỳ hấp dẫn của tình vợ chồng. Vậy thì có những cặp vợ chồng trẻ đó, họ không thể tiếp tục đi trên con đường vợ chồng nữa vì tai nạn nè, hoặc là vì bệnh tật. Thì như vậy đó, có thể tính vào cái việc là sự nồng nàn hoặc là cay của gừng đó, nó còn với nhau không ạ? Ước mong nào cũng vậy đó, Yến Nga và các anh chị em cũng cần phải được chuyên chở về một phương tiện nào đó. Mà rất tốt là tạo hóa không chỉ ban cho chúng ta một ảo giác hoặc là ước mơ thôi. Nếu mà không có cái thân thể này, tất cả đều là ảo giác cả. Đúng không ạ? Nhưng mà nhờ có cái thân thể này á, chúng ta cảm nhận được qua năm giác quan, những ước mơ nó đã có trong tâm của mình rồi. Vì vậy mà nếu có một trường hợp nào đó vì một tai nạn hoặc là bệnh mà mất đi những gì cần có như là một phương tiện để chuyên chở cái tình yêu của mình gửi gắm cho người phối ngẫu đó, thì thật sự là sự một sự mất mát lớn lắm, một sự mất mát rất lớn. Nhưng mà không phải như vậy đã là ngõ cụt hoặc là đường cùng rồi. Có nhiều câu chuyện lắm, người ta vẫn có thể không phải mặn nồng với nhau trong phần thân xác, nhưng mà người ta vẫn là người bạn chí ân chí kỷ với nhau cho đến giây phút cuối cùng cuộc đời, qua cái khoa tâm lý, qua sự thấu hiểu, qua sự cảm thông, qua lòng trắc ẩn và từ bi dành cho nhau, ngay cả từ bi. Và người ta hiểu thấu được rằng sự sống ở trong cái thân xác này chỉ là tạm mà thôi, nhưng mà không phải là dead end. Vượt qua cái sự tạm bợ của thân xác này đó, nó còn có một sự sống mà Thiên Chúa đấng tạo hóa hứa ban cho cả thế giới nhân loại, trong đó đặc biệt là các cặp vợ chồng. Cho nên chúng ta gặp nhau trên một chuyến xe bus thôi Yến Nga, và anh và em đối xử với nhau rất đàng hoàng trong cái đoạn đường ngắn ngủi này. Có thể nói như vậy, anh có thể hạnh diện nói rằng chúng ta đã gặp nhau trên một chuyến xe bus. Có những lúc xe bus hết xăng thì chúng ta lại đi thuyền bè. Đi thuyền bè hoặc qua những phương tiện khác. Tuy nhiên đi đâu thì đi, ở trên cuộc đời này đó, mình không thể nào nói rằng không, như vậy là đủ rồi. Không bao giờ đủ cả. Nếu ai thật sự yêu và quý người phối ngẫu của mình thì không thể nào nói rằng cuộc đời này là đủ rồi. Không. Mà may quá, đấng tạo hóa đã định cho chúng ta một cái tương lai vô cùng sâu rộng là sự sống bình phúc. Và Kinh Thánh cũng nói rằng chỉ trong tích tắc thôi, khi con của Đức Chúa Trời, Chúa của Thế Giêsu trở lại thế giới này đó, chỉ trong tích tắc những người tin Chúa sẽ được biến hóa cái thân thể của mình. Cái thân thể hay chết này sẽ mặc lấy cái thân thể không hề bị chết hoặc là tàn úa theo thời gian. Chúng ta thấy một trong những người đã từng gặp Chúa mặt đối mặt đó, gặp Thiên Chúa mặt đối mặt, tiên tri Esai, chúng ta thấy không?
khi mà ông diện kiến Chúa, ông hại hùng, ông nói chết rồi. Ông nói chết rồi. Ông tưởng ông là một người công bình, tưởng ông là một người gọi là vang dội giữa thiên hạ. Nhưng mà khi gặp cái vẻ đẹp, phải nói là siêu nhiên của đấng tạo hóa đó, thì ông nói, ôi trời, khốn nạn cho tôi. Chúng ta có thể là đang sống ở trên cái hành tinh này, và nhiều khi chúng ta đi thi thố về nhan sắc, dáng vóc của mình qua những cái chương trình thi hoa hậu hoặc là người mẫu vân vân. Nhưng mà còn có một cái thân thể mà đấng tạo hóa sắp ban cho chúng ta nữa. Mà cái thân thể nó đẹp lắm. Thân thể đó không có bị chi phối bởi bất cứ một điều gì khác mà chúng ta thấy, như là chúng ta thấy ở trên mặt đất này hiện tại. Không một loại siêu vi nào có thể tấn công làm cho chúng ta phải tàn lụi đi cả. Và đó đó là niềm hy vọng mà những cặp vợ chồng hoặc là những người vì một lý do đó nào đó bị mất đi một phần nào đó trong cơ thể phải nuôi dưỡng trong trái tim của mình, là vì it's not the end yet, chưa phải là tận cùng, chưa phải là dead end đâu. Chưa phải là dead end đâu. Chúng ta có nhớ câu chuyện Julio và Romeo Juliet không? Lý do hai người cùng chết là vì cái người kia đã tưởng người kia chết rồi. Nhưng mà họ không biết rằng cái ông linh mục đó đó, cái ông cha đó muốn cứu hai người ra khỏi những áp lực của xã hội thời bấy giờ. Ông chỉ cho một liều thuốc mê thôi để làm cho cái cô gái đó ngủ thôi. Để người ta tưởng rằng cô đó đã ngủ rồi thì hai người sẽ được sự tự do sống với nhau. Nhưng mà khi anh đến đến anh thấy như vậy thì anh cũng tưởng là người đó đã chết rồi, anh cũng chết theo. Không, không phải vậy. Nó chỉ là một đoạn khúc thôi. Đấng tạo hóa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Và hãy đợi đấy. Đừng có xem thường em bây giờ. Khi anh thấy tóc em đã bạc, răng em đã rụng, làn da em đã nhăn không còn đẹp như ngày nào nữa, anh hãy đợi đấy, là vì trái tim của em vẫn còn trẻ. Kinh Thánh cũng nói là dù bên con người bên ngoài của chúng ta tàn úa theo thời gian, nhưng mà con người bên trong cứ trẻ hoài. Và đây là điều rất quan trọng. Chúng ta phải tin tưởng điều này và đặt hy vọng tuyệt đối nơi đấng tạo hóa. Đó là lý do tại sao mà cái anh tên là Nick Vujicic đó, ý nghe, và tất cả các anh chị em, người sanh ra không có tay, có chân gì cả, vẫn có thể lập gia đình. Có bao nhiêu đứa con? Bây giờ có bao nhiêu đứa con? 4 đứa con rồi. Là vì cái cô này có yêu anh, là yêu trái tim của anh. Và anh này cũng dùng trái tim để yêu cô gái đó. Và họ biết rằng cái sự sống tạm bợ ở đây đó, nó không phải là cuối cùng, mà còn có một sự sống mai sau vĩnh phúc muôn đời nữa. Cho nên cái thông điệp này đó gửi đến cho tất cả các cặp vợ chồng. Có những người, người ta ly dị chồng là vì chồng không còn khả năng ân ái nữa. Và cũng có những người chồng ly dị vợ vì vợ đã bị giải phẫu phần tử cung vì ung thư. Đó là một sự, phải nói là nhẫn tâm và bất nhân, thật sự là bất nhân của một con người đối với một con người. Đáng lý lúc đó đó là cái lúc cần phải ôm ấp lấy nhau và nâng đỡ nhau hơn là ruồng bỏ nhau hoặc đẩy nhau đi xa vào ngoài. Mà điều đó chỉ xảy ra đối với những người không có lòng tin nơi nhau và nơi đấng tạo hóa mà thôi. Nhưng mà phước cho những ai đặt lòng tin nơi đấng tạo hóa là vì chưa phải là đường cùng đâu. Còn cả một cái bàn tiệc lớn đang chờ đợi chúng ta. Và tôi mời gọi tất cả mọi người đều hướng lên trên để nhìn đấng tạo hóa, để biết rằng Ngài luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Tôi cảm ơn ý Nga rất nhiều. Rồi, Dạ, ý Nga. mời chị, hình như chị vẫn còn muốn hỏi. Vậy là sự mặn nồng cay không có bị giới hạn bởi không gian và thời gian, có phải không mục sư? Như là cô Thiên Lý chia sẻ lúc nãy đó, nó là sự thấu hiểu. Tại vì nếu không thấu hiểu thì chẳng thể nào mặn nồng hoặc là cay gì được. Nó bắt đầu từ cái tâm con người, bắt đầu từ trái tim, bắt đầu từ cái tâm tôn trọng nhau.
tôn trọng nhau. Chúng ta cầm củ gừng lên mà bỏ vô miệng nhai liền thì đúng là chết thật. Biết nó là gừng đó thì phải trân trọng và tôn trọng nó, vừa đủ thôi, không phải một lần một củ lớn, nhưng mà có thể hôm nay chỉ cần một ít thôi, ngày mai có thể cần thêm một chút nữa. Cái sự thấu hiểu là vì đã nhìn thấy một củ gừng già rồi đó thì phải vừa phải thôi. Nếu đó là củ gừng non thì có thể ăn nhiều một chút cũng được, nêm nếm nhiều một chút cũng được, nhưng mà đây là củ gừng già, nó rất là chất lượng và trong nó chứa đựng cả một kiến thức lớn lắm, phải rất cẩn thận để challenge nó, không nên thách thức của gừng già, nhất là những ông chồng già thấy mấy ông rụng rụng càng rụng râu rồi chứ, mà đừng có coi thường mấy ông. Tôi tuy là tôi chống gậy nha bà, nhưng mà bà phải cẩn thận nha bà. À, bà đừng có challenge cái tư tưởng hoặc là kiến thức sự hiểu biết của tôi, hoặc là bà có thể nói với ông như vậy. Lúc nào cũng nhìn vợ nói bà không biết gì, không biết gì mà đẻ con cho ông, thấy không? Không biết gì mà đẻ con cho ông, đẻ một lần mười đứa mười mấy đứa cho ông, ông đếm ông không nhớ đứa nào hết mà ông nói tôi không biết gì. Cái củ gừng mà bây giờ tôi già rồi nhưng mà không phải là vô dụng như bà nội các cháu đây đó. Đi Đông Tây Nam Bắc, đứa con đứa cháu nào cũng cần hết. Ở cái tuổi 80 này, rất là khỏe. Không chỉ khỏe không, về phần thể chất không, mà về tinh thần. Hầu như là một nhà tâm lý học cho tôi và cho tất cả đàn con, đàn cháu luôn. Hay như vậy đó. Thì làm sao chúng ta coi nhẹ cái củ gừng này được? Không. Ngoài cái tình cảm giữa vợ chồng ra, còn có cái độ cay ấm nồng cho những người xung quanh nữa. Rồi. Cảm À, không ơn biết mục anh sư. Phi có chị Nga còn hỏi thêm không chị ha? I'm sorry. Thế chị tưởng chị còn có thêm câu hỏi. Không biết anh Phi có đặt câu hỏi gì không anh? Dạ, xin chào mục sư. Hồi nãy nghe câu hỏi của chị Thiên Lý rất là hay, và câu hỏi vừa rồi của chị Ý Nga cũng rất là hay, và mục sư trả lời rất là coi như là rất là khéo để đi vô thẳng trong cái câu trả lời câu câu hỏi của hai chị. Thì mình có câu hỏi như vậy nè, là không biết phải là câu hỏi hay không nữa, thì như hai vợ chồng đó, thì dĩ nhiên cái cuộc sống nó rất là bận rộn, có nhiều cái áp lực như mục sư nói đó, thành ra để mà giữ cho cái ngọn lửa mà để mà nó lúc nào nó cũng để mai mốt về 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 lâu về già đó, càng già càng cay đó, giống như hôm nay cái mục của ngày hôm nay đó, thì những cái áp lực như vậy thì coi như là có nhiều cặp đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà con cái rồi công ăn việc làm rồi nó rất là bận rộn. Vậy thì đối đối với những người đó, mục sư có những cái cách nào mà để cho họ mà có thể kiếm được một ngọn lửa để mà hâm nóng cái tình yêu của vợ chồng không, để đến về già nó không có, vẫn còn cay và nồng như là thuở mới gặp nhau. Cảm ơn anh Phi. Câu hỏi này cũng là điều bổ sung cho những điều mà chúng ta vừa chia sẻ, vừa nói với nhau đó. Và chúng ta có phải biết rằng giới này còn trẻ không thể nào thiếu nhau được đó. Thì ở cái tuổi trung niên, rồi tráng niên, lão niên lại càng không thể thiếu nhau được. Đó là điều chắc chắn. Không thể nào thiếu được. Vì không thể thiếu nhau được, chúng ta phải cần tôn trọng nhau nhiều hơn. Để mà người còn ở với ta và ta còn có cơ hội với người. Chà, thật ra không phải nói để rồi chúng ta nghĩ qua cái hướng là ô là vì mình cần hoặc là mình lạm dụng, không phải vậy. Nhưng mà thật sự trong đời sống không thể nào sống một mình đơn chiếc được. Càng có tuổi bao nhiêu thì chúng ta lại càng trân trọng. Và từ cái sự trân trọng dẫn đến sự cảm thông, trân trọng đi trước. Ngay cả chưa có cảm thông thì cũng cần có trân trọng và tôn trọng. Đó, rồi cái sự cảm thông
nhờ sự cảm thông đó đó thì anh mới hẹn em mới hẹn anh. Bà ơi, mình đó bận quá, ngay cả bà ông nha, ông và bà ở cái tuổi gọi là 80, mình bận quá, đứa nào nó cũng réo mình hết. Bây giờ hôm nay đó tôi hẹn với bà, hai vợ chồng mình đi chơi thì mấy tiếng hồ, ra biển hoặc đi đâu đó, đến công viên nào đó tôi nắm tay bà, tôi dắt tay bà, dù là vài tiếng đồng hồ thôi nhưng mà quý lắm. Đi trên con đường của cảnh mùa thu chẳng hạn, vào một buổi chiều, nhắc lại những câu chuyện cũ, vừa nhắc vừa ngậm ngùi, từ ông với bà chuyển sang thành anh và em. Lâu lắm rồi anh không gọi em là em, cho anh một lần nữa gọi em là em nha. Anh biết ơn em, kể lại cho em nghe sự vụng về của mình khi mới lập gia đình với em. Đâu có ai dạy anh đâu mà anh biết vào giường như thế nào, ra khỏi giường như thế nào. Về việc này đó, anh xin lỗi nàng nha. Đâu có gì đâu mà ông phải nói như vậy. Không, bà đừng có nói, em đừng có nói ông nữa. Giờ mình xưng anh với em đi. Thôi bây giờ mình ngồi xuống, em ngồi đi, em ngồi trước để anh phủi cái ghế cho em ngồi. Không biết sao mà ghế này nó bụi nhiều. Đương nhiên ghế ngoài công viên phải có bụi rồi. Để anh phủi cho. Ông chồng ngay cả lột chiếc áo ngoài của mình ra, dùng chiếc áo phủi luôn. Rồi anh thấy sạch sẽ rồi nè, em ngồi xuống đi. Lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi đó, bà mới thấy hoặc là em mới thấy ảnh đó đối với mình như vậy. Bà dè dặt không dám ngồi xuống là vì cái ghế đó không phải là ghế của một hoàng hậu, nhưng mà cái ghế đã được chồng phủi cho mình. Và người nữ cũng rơi nước mắt. Chợt tất cả những gánh nặng của đời sống đã từng đi qua đều biến mất hết. Và trong lòng người nữ đã nói rằng nếu hôm nay mình phải ra đi đó, mình cũng hạnh phúc. Nếu hôm nay mình phải ra đi, như vậy đủ rồi. Dù cho bao nhiêu cái lỗi hoặc sự sơ ý mà người đàn ông này đã vì cố tình hay vô ý đối với mình, thì tất cả đều tan biến hết. Ở người nữ dễ dàng như vậy đó. Và tôi tin là như vậy, sự thật là như vậy. Và đối với người nam cũng thật sự là dễ dàng, nếu người nam biết nó là dễ dàng để mà cởi chiếc áo của mình ra để làm những nghĩa cử đối với người nữ của mình. Thật ra tình cảm giữa nam và người nữ đó, nó đẹp và đơn sơ lắm. Nó chỉ đơn sơ như vậy thôi. Nó chỉ đơn sơ như vậy thôi. Ngay cả trong quyển sách tôi viết, và tôi viết cái câu chuyện này tôi cũng chẳng hiểu là nó có thật hay không, nhưng mà tôi nghe người ta kể lại. Và người đó là người làm việc trong một cái văn phòng gia sĩ, về một cặp vợ chồng mà đến một cái tuổi răng đều không còn nữa, thì khi ăn cơm đó hai vợ chồng chia sẻ cái bộ răng răng giả với nhau. Em ăn trước đi, em ăn trước đi. Ông nhìn bà ăn tại vì phải nhai mà. Rồi bà ăn hồi khoảng 5 phút bà nói thôi bây giờ tôi tháo ra tôi đưa cho ông nhai đi. Tôi nhìn ông nhai thêm đi. Thôi tôi nhai 5 phút rồi. Anh cứ nhai thêm, ông cứ nhai thêm 5 phút nữa tôi chờ được mà. Rồi tháo qua đưa cho bà nhai. Không biết hai hàm răng nó có vừa, nó giống nhau hay không. Nhưng mà đó là câu chuyện. Nói lên cái gì? Nói lên cái tính lãng mạn của tuổi già. Có bao giờ chúng ta hình dung chúng ta mượn cái hàm răng của chồng để nhai không? Hoặc là mượn cái hàm răng của vợ để nhai không? Mượn một cái bộ phận nào đó trong cơ thể của vợ chồng để cảm biết được, hiểu thấu được khi răng nó nhai một cái miếng ăn nào đó thì nó cảm nhận như thế nào. Để chúng ta thấu hiểu được liều mà Đấng Tạo Hóa nói cả hai trở thành một là vậy đó. Tại sao lại trở thành một? Tại sao lại trở thành một? Không ai giải thích được. Nhưng mà đó là sự nhiệm màu của tình cảm vợ chồng đến với. Cho nên nói về sự lãng mạn ấm nồng nó không phải là vấn đề phải ân ái như những ngày còn trẻ, không hẳn là như vậy đâu. Có những người ta chỉ ân ái qua bàn tay thôi. Đó là sự thật. Còn của những người nam không còn dương vật nữa.
Trong một trận chiến ác liệt xảy ra ở tại Iraq, ở Afghanistan, họ về đó hai chân đặt cụt rồi, ngay cả bộ phận sinh dục cũng không còn nữa anh Phi. Thật sự như vậy. Và đêm người ta nằm bên cạnh nhau, người ta chỉ rờ tay nhau, người ta vuốt mặt nhau và dùng môi để hôn nhau. Thật sự là trên cái trái đất này có những câu chuyện như vậy và đó là sự thật đó. Đó là sự thật. Chưa kể những người bị bệnh phung cùi và người ta vẫn lập gia đình với nhau ở làng Phung Nhi Linh hiện tại. Tôi đã từng đến đó thăm. Nhưng mà tất cả đều trở về điều mà chị Thiên Lý lúc nãy có chia sẻ đó. Đó, nó đến từ một trái tim thấu hiểu. Mà mình phải ở trong trái tim người mình mới thấu hiểu được người. Vì vậy suốt cả cuộc đời chúng ta phải xin phép em ơi hoặc anh ơi cho anh được bước vào để em hoặc là anh hiểu thêm một chút nữa. Đến một cái giai đoạn mà gừng càng già càng cay là thấu hiểu lắm rồi, không còn những câu nói vô tình nữa đối với nhau. Và thiên đàng khi nhìn xuống và thấy người nam nằm bên cạnh người nữ là một cái hình thể không tưởng mà ngài em không tưởng được là tại sao nó lại ra nông nỗi này. Tuy là ngài hiểu tại sao nhưng mà cái tại sao đó là một cái câu phải nói là ca thán đau khổ của đấng tạo hóa khi nhìn thấy hình ảnh mà vốn ngày xưa rất đẹp luôn của Adam mà ngày nay hai cái cẳng chân không còn, bộ phận sinh dục dương vật không còn nữa. Và khóc trong đêm tối với vợ mình. Nhưng mà đối với Ngài đó, đó là một cái tình yêu đẹp hơn là cả những người đầy đủ bình thường đó. Là vì người ta đã vượt lên trên không phải những điều tầm thường, nhưng mà những sự bất thường của đời sống. Đời sống nó có những cái tình huống, cái cảnh trạng thật sự là bất thường. Và chúng ta sẵn sàng đối diện và vượt qua những cái bất thường của đời sống. Đó, để đi cao hơn, để hiểu là ồ, trái tim nó có sức mạnh yêu hơn là cái bề mặt của đời sống nữa. Và như tôi nói lúc nãy, đấng tạo hóa biết vì vậy đó mà Ngài sẽ tân tạo lại sự sống trên trái đất này để bù đắp lại hết. Chỉ có Ngài mới lau ráo được những giọt nước mắt của người nam thôi. Là người đã mất tất cả trong một cuộc chiến nào đó. Và chỉ có người nữ mới thấy và nói rằng chỉ có Ngài mới làm được việc này cho chồng con thôi. Và con tạ ơn Ngài. Đó, đó là lý do tại sao chúng ta chọn tin đấng tạo hóa là vậy. Cảm ơn Phi. Dạ, em cảm ơn mục sư. Anh Phi còn Phi câu hỏi gì nữa không anh? cứ tự nhiên. Dạ, cảm ơn mục sư. Thì giống như mục sư nói đó, thì coi như là cái ý chính là đến đến lúc về già đó, thì là cái lúc là hai vợ chồng, người vợ cũng như người chồng đã thấu hiểu nhau rồi và không còn những cái gút mắc như là lúc còn còn trẻ và lúc tráng niên nữa. Vậy thì cái lúc này, những lúc trẻ, lúc mới lập gia đình, mới lấy nhau về, rồi qua bao nhiêu năm tráng niên, trung niên rồi tráng niên, thì đó là những cái thời gian mà vợ hoặc chồng hai người đều bồi đắp cho nhau để mà nuôi cái củ gừng đó, để khi về về già thì coi như là hai người đều được hưởng trọn cái vị nồng ấm của củ gừng đó. Đúng như vậy đó. Dạ. Ngày hôm trước đó, nhạc sĩ Phù Thành An ông gửi cho chúng tôi một bức ảnh. Hiện tại ông đang ở Africa bên châu Phi đó. Ông đến thăm những tình cảnh nghèo khó ở tại đó thì ông ngồi trong một cái ngôi nhà mà vách đó là những cái cây gỗ mục bằng đất. Cái nền cũng bằng đất. Nhìn ở trong thì u ám và tối lắm. Ở trên giường có một người đàn ông nằm đắp mền và một người nữ cứ đứng còn rất trẻ tuổi. Theo như lời ông viết ở đây
Người đàn ông này bị té từ trên cây té xuống, hai người chưa hề có một cái lễ cưới nào cả, nhưng mà ông bị liệt. Và người nữ này chăm sóc người nam này. Một người đàn ông bị liệt thì làm sao có thể có cái việc ân ái được nữa. Tuy nhiên, cái tình cảm con người vì vậy đó mà con người cao quý hơn nhiều loài động vật khác lắm, là trong chúng ta có hình ảnh của đấng tạo hóa. Và trái tim đó nó sẵn sàng được yêu với tình yêu siêu nhiên đó. Khi mà cái level hoặc là đẳng cấp của phàm phu phàm tục nó đã như vậy rồi đó, thì tình yêu siêu siêu nhiên sẽ xuất hiện. Đó, thêm một vài lời như vậy gửi lại cho Tường Vân. Tường Vân. Dạ, em cũng hơi nhớ nhớ cái thời gian mà thuở ban đầu mà khi mà mình họ hẹn với nhau đó, gặp nhau không bao giờ cảm thấy chán và có thể nói với nhau bao nhiêu tiếng đồng hồ không có thấy mệt và trông chờ nhau. Thì em dĩ nhiên bây giờ mình không còn được ở cái giai đoạn đó, nhưng mà tình cảm nó lại rơi, nó qua một cái giai đoạn không còn là gọi là nồng cháy như vậy, nhưng mà nó lại âm ỉ, lửa nhỏ nhỏ nhưng mà nó vẫn còn cháy, chứ không phải như ngày xưa giống như một cái ngọn lửa rất là lớn. Thì em cảm nhận được rằng cái tình cảm của tụi em á, nó qua nhiều giai đoạn khác nhau lắm, nhưng mà tới bây giờ cái có cái thời gian giai đoạn đứt cát thì coi như là không có chăm bón, và cây gừng thì nó cũng muốn gọi là siêu vẹo mà vàng úa luôn. Nhưng mà em biết là cái củ gừng này bữa nay nó đậm đà, nó to lớn rồi, mình cảm nhận được cái tình cảm đó nó sâu sắc hơn ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà em là thích được trở về lại cái thời gian ngày ban đầu đó một xíu, làm sao mà tới cái tuổi già mình có thể mình ngồi với nhau trò chuyện như cái thuở mình mới quen nhau. Dĩ nhiên là nó khác ở cái chỗ là không phải là coi như là em rất là ngưỡng mộ khi mà chị Nga luôn luôn trông chờ mục sư, khi mà mục sư tới là mục sư là coi như là chị bỏ hết mọi việc, là mục sư là cái người quan trọng nhất ở ngay cái lúc đó. Em muốn được như vậy thì không biết là có những cái điều gì mà để khi anh Phi xuất hiện thì em không nhớ tới xung quanh, em không, có nghĩa là em muốn như vậy lắm và em muốn học bí quyết, thành ra không biết là mục sư với chị Nga có thể chia sẻ được không, tại vì em cũng muốn được hạnh phúc như vậy. Thấy không, thấy cái ngọn núi âm ỉ mới là nguy hiểm đó. Thường thường mà núi lửa mà nó nổ ra chẳng ai sợ hết, đương nhiên người ta phải bỏ trốn rồi, nhưng mà không sợ bằng cái ngọn núi nó âm ỉ, tại vì không biết là nó sẽ phát nổ lúc nào, và trong đó cái lượng nham thạch nó lớn như thế nào, và bao nhiêu viên kim cương chờ đợi để được tung lên trên bề mặt của mặt đất. Có nghĩa là ở trong cái sự khao khát đó còn và quá lớn luôn. Nói như vậy đó thì người phối ngẫu của Tường Vân là anh Phi đó, đương nhiên là trong tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng mà để chúng ta trở lại những cái giây phút thơ mộng của tuổi ban đầu, là cái tâm của chúng ta phải được tái sinh. Cái tâm phải được tái sinh, bỏ đi và thêm vào những cái chất tố cần thiết để cho nó được tái sinh. Là vì con người thèm thuồng không phải là do cái xác của mình thèm thuồng đâu, cái xác nó chỉ đóng vai trò phụ và là phương tiện thôi. Vì vậy ngày nay đó, quyền lực của bóng tối và xã hội đồi bại mà chúng ta đang sống đó, nó kích thích và nó gieo trong tâm của con người những cái mầm thèm khát về phim ảnh đồi trụy. Chúng ta thấy không, nhìn hình ảnh đồi trụy trên màn ảnh mà cả cái thân thể nó phải chuyển động, những cái xung động trong cơ thể nó cũng chuyển động theo luôn. Có nghĩa cái tâm á, cái tâm nó kích thích cái tâm, rồi cái tâm mới điều khiển cả cái thân. Có những người rơi vào cái tình trạng mà bị liệt dương chẳng hạn, hoặc là người nữ không còn cái cảm giác thèm muốn về điều đó nữa, thì cũng do cái tâm nó bị đày đọa bởi chính mình, bởi bao nhiêu tham vọng trong đời sống hàng ngày, bởi bao nhiêu sự bận rộn, đến chiều là nó đuối rồi, nó kiệt quệ rồi,
Thì trong đời sống, nếu mà chúng ta thấy rằng đời sống hôn nhân và gia đình là ưu tiên số 1 thì chúng ta phải có những tư tưởng vượt thoát hàng ngày. Tôi cũng tin rằng và tự tin nói rằng đó cũng là chính cái dòng tư tưởng mà tôi đã gieo trong tư tưởng Yến Nga từ những ngày tôi với Yến Nga biết nhau. Và thỉnh thoảng Yến Nga cũng nhắc nhở tôi là mình cần tiền lắm chứ anh. Nhưng mà tôi luôn luôn khẳng định là mình không cần tiền em. Mình sẽ làm ra được tiền nhưng mình không cần tiền. Có mình cũng hạnh phúc và không có mình cũng hạnh phúc. Tại vì nhớ cái ngày tôi với Nga cưới nhau, hai đứa không có một penny nữa. Penny tiền Mỹ đó. Mà cái đồng penny bây giờ là không ai nói tới nữa rồi. Thật sự là không có một penny. Và cái ngày tôi biết Yến Nga ở tại Việt Nam lúc đó 16, 17 tuổi, mình không có chiếc xe đạp nữa. Không có chiếc xe đạp. Đến cái ngày gần rời khỏi Việt Nam mới có chiếc xe đạp. Mà cái đêm đi thăm Yến Nga, đêm cuối cùng trước khi rời Long Khánh đi Sài Gòn để chuẩn bị lên máy bay đi đó, thì đêm hôm đó về tới nhà lại bỏ quên xe đạp ngoài đường. Sáng hôm sau mẹ hỏi, hôm qua con có mang xe đạp về không? Bà cứ tưởng là cho Yến Nga xe đạp rồi. Xe đạp thời đó quý lắm đó, nhưng mà đi thăm nàng đó đến mức độ quên luôn. Và trong cuộc đời này, ngoài ba mẹ là những người sinh thành mình ra, không có một điều gì tôi quý hơn Yến Nga hết. Yến Nga biết điều đó. Và trong tuần vừa rồi chúng ta cũng có nói không có gì hạnh phúc đối với một người khi được hiểu. Được hiểu mình quý như thế nào thì còn cái gì bằng nữa. Được hiểu, hiểu về tâm lý, hiểu về triết lý trong tâm của người nữ, hiểu về những giây phút mặn nồng với nhau cần phải như thế nào, hiểu tất cả. Và đối với tôi, đó là ưu tiên số 1 ở trên cái cuộc đời tạm gọn như thế này. Dù là một vị mục sư thì mục vụ cũng không quan trọng bằng người vợ của mình. Là vì nếu không yêu vợ thì làm sao yêu được hội thánh hoặc là những tín đồ. Nếu không lãng mạn hoặc là romantic với người vợ của mình thì làm sao có thể hướng dẫn hoặc là tư vấn những cặp vợ chồng trẻ lãng mạn và yêu thương vợ mình được. Cho nên tất cả đều đến từ người nữ mình thương. Và nếu mình không thương người vợ được, làm sao mình thương các con được? Đó chỉ là ảo giác thôi. Đó chỉ là ảo giác thôi. Cho nên tôi có nói với các con của tôi đó, ba thương mẹ hơn các con phải biết điều đó. Mẹ là số 1 đối với ba. Và thương là như thế nào? Rồi mà cái từ ngữ thương không đó là chúng ta biết rồi. Cái từ ngữ thương lớn lắm. Nó còn có thể lớn hơn chữ yêu nữa kìa. Nếu mà trong ngôn ngữ của Hán Việt hoặc là từ ngữ Việt Nam của chúng ta, chữ thương nó dẫn đến thương cảm vân vân, nhiều cái loại thương lắm, nhưng mà chữ thương rất lớn. Thì đối với người nam, người nữ quan trọng như thế nào, quý như thế nào? Người nữ biết, biết qua những giây phút ở trong ngày, biết qua những giây phút về giây phút đến chiều chẳng hạn, rồi tối, rồi nằm bên cạnh nhau vân vân. Vì vậy mà một trong những chủ đề mà chúng ta sẽ nói đến trong bài học kế tiếp đó là em không buông chàng ra, em ôm chặt lấy chàng. Ngoài cái nơi đẹp nhất của người nữ ôm chặt lấy điều quý nhất của người nam đó, nó còn có thêm cái phần linh hồn đó bám lấy người nam, không muốn cho người nam rời xa mình. Và khi vào đề tài đó chúng ta sẽ nói thế. Nó lại có những câu nói như vậy ở trong các vần thơ của Vua Sa-la-môn. Chỉ có anh và chỉ có anh thôi. Hay như vậy đó. Dạ em thấy có một câu hỏi, em Thu Hằng có đánh trong Facebook là hỏi rằng thưa mục sư, cho con hỏi những người như bố mẹ con không may mắn bị khuyết
mất một nửa như là chồng chết, thì cuộc sống của người ở lại có phải là rất khó khăn từ tình cảm cho đến mọi việc không ạ? Đó là điều chắc, đó là điều chắc chắn. Nhất là đã sống với nhau một thời gian và có tình có nghĩa với nhau rồi thì đó là một sự thiếu hụt, một sự mất mát lớn lắm. Không điều gì có thể bù đắp được. Những sự cảm thông của người thân, các con đó chỉ là tạm thôi. Tuy nhiên một lần nữa, chúng ta phải tin và biết rằng chưa phải là kết thúc đâu. Đặt niềm tin trọn vẹn ở đấng tạo hóa và Ngài sẽ tái tạo muôn vật và đặc biệt là loài người của chúng ta. Chưa hết đâu. Cho nên có những người đã lớn tuổi rồi, nhiều khi 95, 97 tuổi, khi mà vợ chết mới có 3 tuần lập gia đình lại rồi, lại tái hôn. Ở tại Hoa Kỳ nè, lại đến khoe với chúng tôi là tôi mới cưới vợ nữa rồi. Là vì Kinh Thánh dạy rằng lên trời không có cái chuyện lập gia đình. Tôi nói không phải vậy đâu, lọc đọc như vậy là lạm dụng Kinh Thánh rồi, không phải vậy. Làm gì có chuyện đó. Thủy chung là gì? Là lúc người còn và ngay cả lúc người đã khuất mà mình vẫn thủy chung. Nếu một người đàn ông không thể nào chấp nhận người vợ của mình nằm với người đàn ông khác thì tương tự như vậy, ở người nữ cũng vậy, cũng không thể nào chấp nhận được có một người nào đó thay thế hình bóng của mình, dù là mình đã khuất. Giữa người nam và người nữ đồng đẳng như vậy đó, là vì cả hai đều được tạo dựng theo hình ảnh của đấng tạo hóa. Không thể nào nói đàn ông thì năm thê bảy thiếp, không phải vậy. Vua Salomon cả đời ông chỉ hối hận một điều thôi, là vì ông có quá nhiều vợ. Ông không hề hạnh diện vì được nhiều vợ. Nhưng mà cuộc đời ông trở nên phải nói là như một thảm cảnh đó ở những năm tháng cuối đời. Và sau thời đại của ông, triều đại của ông là cả một vương quốc lớn bị tan rã hết. Các con, các cháu của ông bị bắt làm phu tù ở nhiều nơi cũng vì quá nhiều thê, nhiều thiếp. Và có một nhà thần học nói rằng Đức Chúa Trời đã làm một việc mà không ai có thể làm được, là vì ông có tới 1.000 người nữ lận, 700 bà vợ và 300 cung phi. Nhưng mà chỉ có một bức thư tình được lưu dấu và còn giữ lại. Mà chỉ có một bức thư tình mới được công khai trở thành một bức thư của một quyển sách lớn của thế giới nhân loại là sách Nhã Ca thôi. Còn 999 bức thư tình khác, tất cả đều bị cho thành tro bụi hết. Trở thành tro bụi hết theo dòng thời gian. Và chỉ có bức thư này mà thôi, là vì đây là người nữ thật sự của linh hồn ông. Và Đức Chúa Trời cho phép cái bức thư này được publish, được công khai ra mắt của cả thế giới nhân loại. Đó, cho nên nói như vậy để chúng ta luôn luôn có được niềm hy vọng nơi đấng tạo hóa nha. Dạ em hồi xưa cũng có từng suy nghĩ, ví dụ trường hợp em có chuyện gì thì cho phép anh Phi đi bước nữa, nhưng mà nghe mục sư nói vậy thì anh Phi không được đi bước nữa nha, mà anh Phi phải ở như vậy nuôi con tới lớn, tới con lớn tới con già luôn. Thành ra cái này là mục sư nói không phải là em nói nha. Không, nói giỡn thôi, chứ còn dĩ nhiên là mình sẽ sống với nhau tới răng long đồng bạc, chứ không có chuyện mà người đi trước người đi xa. Em vẫn tin tưởng cái điều đó. Chương trình cũng khá dài, không biết mục sư còn gì nhắn nhủ trước khi chúng ta kết thúc buổi Zoom hôm nay. Có điều gì các anh chị em muốn phát biểu cảm tưởng trước khi chúng ta có lời cầu nguyện kết thúc, xin cứ tự nhiên như lần vừa rồi đó. Tường Vân có thể mời mọi người có lời phát biểu đi trước khi chúng ta kết thúc nha. Rồi chị mời em Thiên Lý ha. Thiên Lý thấy chủ đề trong buổi ngày hôm nay gừng càng già càng cay rất là hay, ý nghĩa, ít nhất để cho mình thấy rằng là cái con đường phía trước của mình, con đường phía trước về hôn nhân nó không phải như là mình nghĩ trước đây, nó ảm đạm, nó nhạt nhòa,
mình sẽ nhìn theo một cái cạnh càng già càng cay. Và đặc biệt là giống như là những buổi Zoom trước thì Lý vẫn thích một cái điều, đó là cái thái độ tri ân đối với người phối ngẫu của mình. Khi về già thì để ngắm nhìn người phối ngẫu bên cạnh mình thì giống như mình nhìn củ gừng, mình không còn nhìn bề ngoài của nó nữa, mà mình quan trọng nhất đó là cái chất bên trong, đặc biệt nó phải cay, phải nồng. Thì mình nhìn người phối ngẫu không còn nhìn về vẻ bề ngoài nữa, là da đã nhăn nheo, tóc đã điểm bạc, hoặc là mắt da đã đổi mồi, tất cả những cái đó nó không còn quan trọng. Mình nhìn đó là nhìn vào tâm hồn, cái tâm hồn của người phối ngẫu mình đã được quy tụ, đã trải nghiệm, đã đồng hành, đã làm bạn với mình trong suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm đó. Và những cái sự chịu đựng của họ đối với mình này, sự thấu hiểu, sự nhẫn nhịn ấy, thì đôi khi về già mình sẽ sống chậm, không thể giống như những người trẻ được, chậm hơn một chút. Và mình đôi khi mình nhìn những cái hành động mà họ đã từng làm cho mình, dù là rất là nhỏ thôi, cũng có thể làm cho mình là mình rớt nước mắt vì cảm động. Và chính những cái sự tri ân đó nó làm cho đôi bạn già có thể đi với nhau được lâu hơn, được bền hơn. Và càng đi với nhau thì người ta, cái điều mà Thiên Lý thấy đó là cái cảm giác không thể sống thiếu nhau nữa. Khi mới kết hôn thì Thiên Lý nghĩ người ta không cảm nhận được sự hai là một đâu ạ, mà càng về già mới cảm thấy rằng hai là một, nó thực sự là chắc chắn hơn, không thể sống thế thiếu người kia được. Cái cảm giác quen thuộc của một cụ bà hoặc một ông già đi, nhưng mà nó không thể thiếu được, dù là có những lúc mâu thuẫn hoặc là những xung đột hoặc bất kỳ điều gì, thì nó cũng chỉ làm cho cái chất cay và chất nồng của củ gừng á nó càng đậm hơn mà thôi, và mình càng thấu hiểu nhau. Nên Thiên Lý nghĩ là mình sẽ trân trọng hơn kể cả những giây phút vui, những giây phút buồn, những lúc xung đột, những lúc mâu thuẫn, chỉ càng làm cho mình thấu hiểu, mình đi được bền và lâu với nhau nhiều hơn. Thiên Lý rất là cảm ơn những buổi Zoom của Mục sư Ngô Duy Cường, cũng như là những sự chia sẻ của các anh chị, làm cho Thiên Lý được nhiều bài học hơn, nhiều thông điệp hơn. Thiên Lý xin cảm ơn ạ. Rất hay, rất hay, rất sâu sắc đó cái Thiên Lý, rất hay, rất sâu sắc. Lý rất nhiều. Dạ em mời chị nghe. Dạ em cảm ơn mục sư, đề tài hôm nay rất là hay và sâu sắc. Em thấy được rằng là tình yêu sâu đậm của những cặp vợ chồng mang lại cho nhau rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Và em rất thích mục sư phóng tác câu chuyện về hai người đã già rồi nhưng mà ôn lại những kỷ niệm, làm cho cái thời gian mà bận rộn hoặc là gì gì đó cản trở hai người đó, nó là một liều thuốc để giúp cho tình yêu vợ chồng càng lúc càng ấm nồng hơn. Và cảm ơn mục sư đã diễn giải và có nhiều điều để học ở trong đề tài này lắm. Cảm ơn ý nghe. Cảm ơn em. Rồi, mời anh Phi. Dạ thì cái chủ đề ngày hôm nay nó gừng gừng càng càng già càng cay đó, thì mục sư đã dẫn dắt cho mọi người hiểu được là coi như là bây giờ muốn cái gừng á nó càng cay càng già càng nồng vào tuổi xế chiều á, thì ngay bây giờ mình phải biết chăm sóc bồi bổ nó, cho thêm phân, cho thêm đất, cho ánh sáng mặt trời, mỗi thứ một chút vô để cho củ gừng nó càng lớn, nó mập mạp, đến già thì nó mới cày, nó mới ăn, nó mới phê. Dạ xin hết. Quá hay, nói như vậy là Tường Vân yên tâm rồi đó. Dạ em, và cái buổi Zoom ngày hôm nay với cái chủ đề gừng càng già càng cay thì em biết rằng là sẽ có rất nhiều anh chị em của mình có cái hy vọng để mà có thể bồi đắp cho cái hôn nhân của mình, để mà mình có thể đến được cái giai đoạn mà chúng ta đến tuổi già như hai người bạn già. Cái bức tranh nó thật là đẹp các anh chị, hai người bạn già với nhau, kể chuyện với nhau,
nắm tay nhau. Em nghĩ tới những cái hình ảnh đó thì em cảm thấy rằng thật sự là cuộc sống hôn nhân rất là đáng, rất là có ý nghĩa nếu chúng ta chịu khó cố gắng. Có thể là có những khúc mắc gì, đừng để nó quá muộn, chúng ta hãy trải lòng ra, chúng ta hãy cố gắng để mà giải quyết hết, để chúng ta đến được cái giai đoạn mà nó thật sự hạnh phúc, bền vững, sâu đậm. Giống như cái câu gừng càng già càng cay thì vẫn tin chắc rằng ai cũng sẽ làm được nếu mà hôn nhân đối với chúng ta là cái điều ưu tiên số 1 và cái hạnh phúc của mình là cái điều ưu tiên số 1. Thì em biết chắc chắn rằng những cái buổi Zoom này sẽ giúp cho các anh chị rất là nhiều để mình vun trồng cái củ gừng đó cho nó càng tốt, càng khỏe, càng cay, càng nồng giống như tụi em đang làm. Bởi vì thật sự là tụi em bây giờ sâu đậm hơn ngày xưa rất là nhiều và rất là cần nhau. Và em biết rằng cái đoạn đường kế tiếp nó sẽ rất là đẹp. Thành ra cảm ơn Mục sư Ngô Duy Cường với những cái bài Zoom thật phải nói rằng là tuyệt vời, rất là sâu sắc. Mà nếu mà các anh chị bỏ thời gian ra mà lắng nghe thì sẽ giúp được rất nhiều trong cái hôn nhân của các anh chị. Và em thay mặt tất cả các anh chị em ngoài kia, nhưng anh chị không có cơ hội hay là còn hơi mắc cỡ không dám vào Zoom để hỏi trực tiếp, cảm ơn Mục sư Ngô Duy Cường đã cho tụi em những cái bài học phải nói rằng là vô cùng quý giá. Ở trong cuộc sống chúng ta ở thế kỷ này đó thì hình ảnh quá nhiều rồi. Cái ngày tôi và Yến Nga cưới nhau thì lúc đó phone cầm tay chưa có và những hình ảnh liên quan digital đó nó còn rất là hiếm, phải không ạ? Nhưng mà ở vào cái thập niên mà chúng ta đang sống ở đây qua thế kỷ thứ 21 rồi thì wow, trong phone nhiều khi không còn đủ chỗ để chứa hình ảnh đó. Thì có hai ông bà cụ lớn tuổi lắm rồi ở trong viện dưỡng lão, các con các cháu đến thăm đó thì mang theo những bức ảnh của ngày ông bà còn trẻ, nào là hình cưới được chụp bằng trắng đen đơn sơ như vậy, nhưng mà ông bà thì thào với các con của mình: các con biết không, các con nhìn ba mẹ đi, và các con cũng phải nghiệm ra được điều này. Bức chân dung đẹp nhất của đời người không phải lúc còn ở tuổi xuân xanh hoặc là bức chân dung của ngày cưới, nhưng mà bức chân dung của buổi về chiều mà các con đang thấy đây. Ba mẹ vẫn nắm tay nhau, vẫn tay trong tay, vẫn nằm bên cạnh nhau ở đây. Hàng ngày các con không đến thăm, ba mẹ vẫn có nhau. Thì đối với các con đó cũng là bức chân dung đẹp nhất. Nếu có một điều gì đó mà chúng ta đang suy tính để lại cho các con mình mà nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại cho hạnh phúc của nhiều thế hệ về sau đó, thì đó chính là tình cảm của ba mẹ hoặc ông bà. Càng già càng ấm nồng, càng già càng quấn quýt và gần gũi có nhau nha. Thì chúng ta tạm gói lại chương trình ở đây và cảm ơn tất cả các anh chị em một lần nữa đã dành thời giờ đặc biệt để theo dõi chương trình với chúng tôi. Và giờ này Tường Vân mời một người trong chương trình, một chị em anh em dâng lời cầu nguyện đi Tường Dạ Vân. em mời chị Yến Nga nha. Cảm tạ ơn Chúa, tình yêu thương của Chúa thật là tuyệt vời, đã đặt để trong trái tim của mỗi chúng con một tình yêu rất là sâu đậm. Chúa cho phép chúng con là vợ là chồng với nhau trên thế giới này rất cần có nhau. Cầu xin tình yêu thương và ánh sáng của Chúa soi sáng cũng như thêm sức cho tất cả những người nam, người nữ, tất cả những người trên thế giới này biết rằng tình yêu của Chúa luôn luôn còn mãi để giúp chúng con đi tiếp những hành trình trên đất này, và một ngày nào đó chúng con cũng sẽ được diện kiến trước ngai vinh hiển của Ngài để cùng sống một đời sống thật là tuyệt vời trên nước của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã cho Mục sư Cường có những tư tưởng rất là rõ ràng, cách hướng dẫn để chúng con đi theo
làm cho đời sống gia đình mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn và cảm nhận được hạnh phúc ở bên nhau. Cảm tạ ơn Chúa thương chúng con thật nhiều. Trong danh Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Amen. Cảm ơn Amen. lời cầu nguyện của Nga. Rất được ơn. Cảm ơn chị Tường Vân, anh Phi và cô Thiên Lý. Cảm ơn chị Thiên Lý rất nhiều nha, đã dành thời gian đặc biệt buổi sáng ở tại Việt Nam để đến với chúng ta. Xin chào tất cả. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Cho Vân nhắc là tuần tới sẽ là cái buổi cuối cùng trong loạt bài 12 của chương trình, trước khi chúng ta vào chương trình những bức thư tình của vua Solomon, thì tuần tới sẽ là cái buổi mà gặp nhau đây rồi chia tay. Mời các anh chị quay trở lại với lại chương trình vào tối thứ tư tuần tới. Mến chúc mục sư Ngô Duy Cường các anh chị mình có một giấc ngủ ngon và một ngày bình an ở những nơi khác. Hẹn gặp lại các anh chị vào thứ tư tuần tới nhé.